khai trương Mr. Junior và IO Spider Hải Phòng. Yay! Vậy là cuối cùng sau bao ngày chờ đợi thì Mr. Junior và IO Spider đã chính thức có cơ sở tại thành phố Hải Phòng thân yêu rồi mọi người ơi. Và ngày hôm nay thì hãy cùng theo chân cô mến tham dự buổi khai trương Mr. Junior và IO Spider tại 129 Trần Nguyên Hãn, thành phố Hải Phòng mọi người nhé. So, let's go. Đây, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của buổi lễ khai trương, trang trí đúng chuẩn màu sắc của thương hiệu luôn, và đặc biệt là không thể thiếu những món quà vô cùng đáng yêu và hấp dẫn. Khách mời và các vị khách quý đã có mặt đầy đủ rồi. Misa này mọi người ơi, vị khách mà rất nhiều ba mẹ và các học viên yêu mến, trong đó có cả cô nữa đấy. Mọi người đã đông đủ rồi này, chúng ta bắt đầu lễ khai trương thôi. Trong chương trình khai trương thì bên cạnh những lời nhắn nhủ đến từ ban lãnh đạo, những vị khách quý thì còn có những chia sẻ vô cùng thân thương đến từ các bạn học viên và những bậc phụ huynh nữa. Phải nói là ngày hôm nay các diễn giả ai cũng rất hăng hái, cũng rất hết sức mình để có thể chia sẻ những kiến thức bổ ích đến với người nghe. Và mọi người tham gia thì cũng rất là tích cực trả lời những câu hỏi để nhận được những phần quà vô cùng giá trị đến từ Mr. Junior Ai là IELTS Spider. Sau khi chương trình khai trương kết thúc thì các bậc phụ huynh sẽ được mời lại để tham gia workshop của Mr. Junior cùng với Miss Hoa. Và trong khi đó thì các con sẽ được mời đến phòng trải nghiệm để tham gia các hoạt động như là tô tượng hay là vẽ tranh. Và bên cạnh đó thì các bạn học viên của IELTS sẽ được tham gia workshop với cô mến và những thầy cô khác đến từ thương hiệu. Ngoài ra các bạn học viên cũng như là các bé đến từ Miss Hoa Junior sẽ được kiểm tra trình độ và test speaking 1:1 ngay tại trung tâm. Và bây giờ hãy cùng cô mến phỏng vấn những học viên đến từ IELTS Spider nhé. Vâng, mình xin giới thiệu đến mình là Nguyễn Tiến Đạt. Mình hiện tại là 24 tuổi và đang học lớp B25017 của thầy Nguyễn Duy. Và mình hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Cát Bà và có tham gia theo học tại trung tâm 428 Lạch Tray. Hiện tại mình đang sinh sống tại Cát Bà, thì khoảng thời gian mình di chuyển đến đây có lâu không ạ? Khoảng thời gian di chuyển đến khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Khi mà Đạt đến lớp học cơ sở thì Đạt cảm nhận thế nào về giáo viên, về chất lượng giáo viên và mọi người ở cơ sở? Từ ngày sau khi tham gia những khóa học ở đây thì em cảm thấy về giáo viên thì rất là nhiệt tình, luôn hỗ trợ học viên hết sức có thể bằng và nhiều phương pháp giảng dạy của thầy thì dễ khá là tiếp cận, giúp em đi từ con số 0 và đến hiện tại bây giờ này em cảm nhận em tiếp thu rất là nhiều. Nhân dịp khai trương cơ sở mới thì em cũng chúc cho cơ sở là khai trương hợp pháp và thu hút được nhiều học viên mới. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Vũ Thị Hồng Anh, năm nay em 20 tuổi, là sinh viên năm 3 của trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đến với buổi lễ ngày khai trương hôm nay thì được chứng kiến một cơ sở mới của trung tâm tại thành phố Hải Phòng thì cảm xúc được em là cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mình có thể được học tập và trải nghiệm thêm được ở một trung tâm mới và một cơ sở mới, được gặp tất cả mọi người và các anh chị học viên, các anh chị tư vấn thật là vui tính và nhiệt tình ạ. Vậy là lần đầu tiên làm MC cũng như dẫn workshop tại các thương hiệu nhà IMAX Việt Nam của cô mến đã thành công mỹ mãn. Bây giờ thì nghỉ ngơi và tiếp tục chuẩn bị cho những lớp học của ngày mai thôi. Hẹn gặp lại mọi người tại 129 Trần Nguyên Hãn Hải Phòng và không quên chúc cơ sở Trần Nguyên Hãn Hải Phòng khai trương hồng phát. Bye! Chúc mừng cơ sở Hải Phòng!